Sao này nhìn tôi trong hạng chốt nhé. Tôi sẵn sàng đi chung với Jacqueline. Không 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 không. Trời ơi, các ông đừng đi chung với tôi. Fighting. 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 Bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ một phần bí mật và các bạn chưa từng thấy trên Shark Tank. Gió đưa cành kiếm ra đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương nha quý vị nha. Cảm thấy thất vọng thay cho bác ạ. Thời gian đã hết ạ và chúng ta sẽ có kết quả. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Vũ Minh Trường, chuyên gia đàm phán. Như các bạn biết, đàm phán là một trong những phần gay cấn và thú vị nhất của Shark Tank. Khi mà CEO đi gọi vốn, vừa phải giữ cái kế hoạch ban đầu, phải gọi đủ vốn, nhưng cũng vừa phải linh hoạt ứng biến để biết được nhà đầu tư, các cá mập đang quan tâm đến điều gì. Làm thế nào chúng ta biết được những cái góc khuất đằng sau cuộc đàm phán đó, những điều thú vị cũng như là những trải nghiệm đằng sau góc máy quay. Không có gì tốt hơn đó là chúng ta hãy gặp người trong cuộc. Và hôm nay tôi sẽ liên hệ với anh Đỗ Thắng, CEO của Cuckoo, và chúng ta sẽ xem rằng là trong quá trình gọi vốn của anh trên Shark Tank có những điều gì thú vị và bí mật đằng sau máy quay nhé. Chào anh Thắng, anh có thể chào các bạn khán giả và giới thiệu về bản thân cũng như là công ty Cuckoo được không? Dạ vâng, xin chào anh Trường, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là Đỗ Thắng, CEO của Cuckoo.vn, nền tảng cộng tác viên tiên phong tại Việt Nam, và rất vui hôm nay được có một buổi trò chuyện cùng anh Trường. Anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả biết là có những cái góc khuất gì mà trên truyền hình không có và anh muốn tiết lộ thông qua chương trình Shark Tank Review được không? Có một cái điều đó cũng là một cái sự rất là đáng tiếc, đó là trước khi mà vào màn pitch thì mình có chuẩn bị một cái hoạt cảnh đặt gọi là đại chiến live stream giữa Lê Dương Bảo Lâm và các Shark, thì cái màn đấy nó rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ một phần bí mật và các bạn chưa từng thấy trên Shark Tank, đó chính là đại chiến live stream giữa các Shark và Lê Dương Bảo Lâm nhé. Tôi có một cái phần thử thách gọi là đại chiến live stream, rất mong các Shark có thể cùng tham gia. Xin mời các Shark ạ. Thôi. À vâng, dạ vâng, xin mời Sắc Bình ạ. Tôi đấy, Sắc Bình ngồi đó cả học viện live stream rồi mà. Dạ vâng ạ. Trước khi vào live stream, Sắc Bình sẽ có một đối thủ cực kỳ nổi tiếng. Cứ tưởng dễ ăn lắm chứ. Đây sẽ là một đối thủ nặng ký của Sắc Bình. Xin mời anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Dạ, lời nói tiên thì em Lê Dương Lâm gửi đến tất cả các khán để chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Công việc hiện tại của em là diễn viên tự do, lâu lâu cũng streamer. Thì những người dân trên mạng người ta gọi em là Thánh Livestream. Thánh Livestream. Ngày hôm nay rất là vinh hạnh có thể thi đấu cùng Sắc Bình. Thi đấu cùng Sắc Bình. Một người em rất là hâm mộ. Anh cũng rất hâm mộ em. Thưa Sắc Bình, mặc dù em biết rằng Sắc có một học viện livestream, tuy nhiên ngày hôm nay đối thủ của Sắc là một người cực kỳ nặng ký. Chính vì vậy cho nên là em sẽ có hai phần trợ giúp. Thứ nhất, đó có thể là nhờ một giảng viên livestreamer của học viện livestream có thể hỗ trợ Sắc. Và thứ hai là Sắc có thể mời các Sắc khác hỗ trợ. Được không ạ? Luật chơi rất là đơn giản như sau. Hai bên đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Dạ, em nắm rõ rồi ạ. Các Shark đã sẵn sàng chưa ạ? Yeah. Khán giả đã sẵn sàng chưa ạ? Và chúng ta hãy đến với phần đại chiến livestream, xin mời ạ. Okay, let's go. Hello, xin chào mọi người, lại là anh Dương Lâm ở ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai nha mọi người nha. Kính thưa quý các bạn, gió đưa cành trúc ra đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Kính thưa mọi người, nhìn làn da trắng xinh em đang xài kem chi đó em à. Xài kem che khuyến đêm, kem này rất đẹp nha không. Bây giờ mình sẽ đánh một cái loại sản phẩm này lên. Đó, đánh. Trời đất ơi, Ngọc Châu một đơn, Bích Nga một đơn, Hùng Đô một đơn, Hiền Nguyễn một đơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Comment để số điện thoại và chốt đơn cho mọi người. Mọi người ơi. Dạ. Rồi em mời Sách. Em cảm thấy thất vọng thay cho Sách ạ. Sách hãy thử đi ạ. Để Sách cố lên ạ. Chào cả tất cả các bạn nha. Các bạn thấy là da mặt mình có bóng mịn không? Nhờ bóng lắm. Sắc Tanh nhờ các bạn make up của Sắc Tanh đấy. Nhưng mà hôm nay bây giờ mình sẽ làm cho mình còn bóng mịn hơn nữa nhá. Này. Nhưng mà thật sự là vẫn chưa tự tin lắm. Dạ. Có khi vẫn phải dùng quyền trợ giúp.
Dạ vâng ạ, xin mời quyền trợ giúp của Sắc Bình ạ. Sẽ là một giảng viên rất chuyên nghiệp của Học viện Livestream sẽ hỗ trợ cho Sắc Bình ạ. Rồi, giảng viên luôn hả? Đây, em giúp anh làm manơ canh cho em. Rồi, thì okay. Chắc là hy vọng chúng ta sẽ bán được. Hello, hello, ngày hôm nay mọi người có muốn được nhận quà của anh Bình và của Linh không ạ? Anh Bình hôm nay mình tặng hết có được không anh? Tặng hết anh có gì tặng hết. Đây trên tay anh Bình đang cầm đây, đó là một cái hộp CC Cushion. Linh sẽ test luôn trên mặt của anh Bình để mọi người coi xem là sản phẩm này tại sao lại Linh và anh Bình lại muốn tặng cho mọi người nha. Anh có sẵn sàng để em có thể test được trên mặt của mình không ạ? Vâng. Vâng. À, bình thường thì anh cũng phải make up đúng không ạ? Lên sóng thì cũng make up nhẹ một tí. Một bên này thôi. Đấy. Đấy là Linh đang giọng rất là nhẹ thôi, nhưng các bạn sẽ thấy có một cái sự khác biệt hẳn. Nếu như mọi người yêu anh Bình này, yêu Sắc Tăng và yêu mến Linh thì các bạn hãy comment chữ Y nha. Y tức là yêu nha mọi người ơi. Rồi, bắt đầu comment Y liên tục đi các bạn ơi. Các bạn comment Y đi để đẹp đẹp trai như Sắc Bình. Mọi người ơi, hồi nãy là chúng ta đã đến với sản phẩm. Mọi người ơi, vừa rồi chúng ta vừa đến với sản phẩm là phấn nền quý vị nha. Kính thưa quý bạn, một xe chẳng đáng là bao, nhiều xe cộng lại giúp Lâm xây nhà lầu. Cái lộn không có, nhiều xe cộng lại giúp Lâm bán được hàng quý vị nha. Hãy ủng hộ dùm Lâm. Bạn đấy ông ạ, nhận quà của Sắc Bình vô cùng đơn giản luôn. Sắc Bình gửi thêm một nụ hôn vào tờ giấy nha. Quý vị ơi, làng tóc tôi bờ mi công hàn ly đen tóc đen thật buồn ngày qua ngày đợi mong vị cần nhiều lắm cái bấm mi thật đẹp. Cái bấm mi thật dài. Vâng, đó là cái bấm mi đây. Ôi quá trời, mọi người đang comment Y để bây giờ chúng ta sẽ tặng quà luôn cho mọi rồi, người tặng đi quà tặng quà luôn. Bây giờ anh đếm từ 1 đến 3 và chụp màn hình này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ thưa mọi người, chân thành chân ái không bằng chân mài nha quý vị nha. Kính thưa mọi người, trên mạng có cái câu rất là vui, ăn quả nhớ kẻ chân mài. Thì nếu như bây giờ nếu ai không có chân mài thì bên em đã có một cái cây dẻ chân mài cực kỳ ok luôn. Thì nếu như chị nào mà chân mài buồn quá. Ủa này mascara mà. Trời đất ơi, em lộn như vậy nha. Thấy đen đen, em tưởng là dễ chân mài nhưng không, chính là cây mascara. Nhiều khi chị em phụ nữ mà đôi mi nó sụp buồn quá, thể hiện cái sự buồn đầu. Ví dụ nhiều khi tham gia giao thông mà lông mi dài quá, sụp quá mình không thấy đèn xanh đèn đỏ, nhiều khi đèn đỏ mình vượt luôn thì chú công an sẽ bắt mình, cho nên rất là nguy hiểm như vậy nha. Chính vì vậy mình phải tém cái lông mi mình lên để cho lông mi mình dài, to, trong để mình nhìn thấy và quan sát tốt hơn. Ô, Nguyễn Hiếu, Mai Đoàn chốt đơn, Nguyễn La chốt đơn, Ngọc Trai chốt đơn, Minh Tù chốt đơn. Trong phiên bán hàng của Sắc Bình có một cái giá cực kỳ sốc luôn, 30 slot chỉ 169.000 lên Linh luôn cho em. Thời gian đã hết ạ và chúng ta sẽ có kết quả và trên màn hình bên tay phải đó là kết quả của anh Lâm. Anh Lâm đang được 2.119.000 và đơn vẫn đang nảy tiếp. Yeah. Còn Sắc Bình đang được 2.6. Yeah. Như này thì Sắc Bình có hơn một chút. Yeah. Anh Lâm ạ. Rớt rồi, giờ lục nghề. Mình nghĩ rằng là mình livestream hay nhưng mà Sắc thì có nhiều fan hâm mộ hơn. Đúng rồi. Ví dụ nhiều khi Lâm live hàng ngày á, khán giả người ta quen với gương mặt của Lâm rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mà Sắc Bình bán dẹp rất là thú vị luôn. Bán hàng rất là tự tin, dám dặm phấn rồi luôn. Lần đầu tiên mà thấy trong cuộc đời mà một shot rồi dậm phấn mà bán như vậy. Dạ. Và đây cũng chính là hình ảnh mà Cucu muốn có thể là truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em. Chúng ta hãy mạnh mẽ, chúng ta hãy tự tin để chúng ta bán kiếm hàng tiền. Và chúng ta kiếm tiền, đúng không ạ? Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Bảo Lâm và xin cảm ơn Linh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những góc khuất và những điều thú vị trong cái buổi đàm phán gọi vốn của anh trên Shark Tank. Anh có sẵn sàng không ạ? Dạ vâng, rất sẵn sàng anh Trường ạ. Thì anh Thắng có thể chia sẻ cho các bạn một chút về cái quá trình chuẩn bị cho một cái bài thuyết trình trước khi lên Shark Tank Việt Nam được không? Thì cũng chia sẻ với anh Trường cũng như là các bạn là mình thì xuất phát là dân marketing. Mình cũng có đến 8 năm làm agency marketing. Cho nên là cái chuyện mà thuyết trình trước mọi người, trước khách hàng là chuyện mà mình làm thường xuyên hàng ngày. Tuy nhiên thì trước cái chương trình thì mình cũng đã dành một khoảng thời gian để luyện tập rất là nhiều. Đặc biệt là mình có vào Sài Gòn sớm khoảng 3 ngày thì hai anh em mình và Hùng tập luyện với nhau rất là nhiều lần ở trong khách sạn. Và cái chuyện tập luyện nó giúp cho mình có thể khá là tự tin để mà thuyết trình cùng với các sếp. Cũng rất nhiều các bạn trên Shark Tank tranh cãi tại sao mà khi đi gọi vốn anh lại mặc một cái áo phông chứ không phải là một bộ suit chẳng hạn. Thì thực ra là mọi người cũng thấy những hình ảnh về các cái công ty công nghệ của Mỹ đi chẳng hạn, ví dụ như là Mark Zuckerberg thì bao giờ cũng là áo phông đúng không ạ? Mình làm một công ty công nghệ thì đâu đó mình mong muốn thể hiện một cái hình ảnh của chính bản thân mình, cũng là một hình ảnh của một con người mà rất là đơn giản. Nếu
nếu mà anh ăn mặc đơn giản như thế thì có sợ là các Shark sẽ nhìn mình với một cái ánh mắt gọi là start up thiếu tiền thì không ạ? Start up thì đương nhiên là phải thiếu tiền thì mới đi gọi vốn đúng không ạ? Đơn giản ở đây không có nghĩa là xuề xòa, từ cái áo, cái quần đến cái giày mình đều rất là chỉnh chu, sạch sẽ. Nó sẽ càng thể hiện câu chuyện là cái ông startup này phong cách là sử dụng tiền sẽ rất là tiết kiệm, rất là hợp lý, không có cái gì là khoa trương, không có cái gì là màu mè. Thậm chí là các Shark sẽ có thể còn tin tưởng hơn nếu như mà gửi tiền vào trong startup này. Mình hiểu về cái quan điểm và cũng là tư duy của anh Thắng. Tuy nhiên là mình muốn chia sẻ với các bạn khán giả một chút. Ví dụ như là Mark Zuckerberg, anh ấy ăn mặc rất là đơn giản, giản dị. Khi mà anh ấy nói chuyện hướng tới cái khách hàng của mình, người dùng Facebook hơn 1 tỷ người. Tuy nhiên Mark Zuckerberg không phải là một người tiết kiệm như các bạn nghĩ. Bằng chứng là anh ấy đã mua rất là nhiều nhà, thậm chí tầm 20 km xung quanh cái khu nhà của mình ấy, để đảm bảo là tất cả các cuộc sống, sinh hoạt của anh ấy là không bị bất kỳ máy quay hay paparazzi nào mà quay lén. Hay là khi mà các bạn thấy anh ấy điều trần trước Quốc hội Mỹ thì anh ấy mặc một cái bộ vest rất là chỉnh chu, và thậm chí là có chuyên gia tư vấn cho anh là anh ấy lót một cái đệm ở dưới ngồi cao 20cm để cái dáng ngồi anh thẳng hơn và nó làm cho anh tự tin hơn. Vì vậy ấy, cái việc mà để ý về cái hình ảnh rất là quan trọng, và tùy xem cái khách hàng mục tiêu của mình thì chúng ta sẽ phải có cách ăn mặc phù hợp. Và ở đây anh Đỗ Thắng thì anh đã chọn cái phong cách là tiếp cận đến khách hàng mục tiêu của mình rất là tốt, với những cộng tác viên có rất là nhiều ngành nghề, cũng có rất là nhiều lĩnh vực thì cái phong cách này sẽ phù hợp. Và hơn nữa thì anh cũng xác định cái hình ảnh rõ ràng của mình, hình ảnh trẻ trung năng động của startup. Là đúng như anh Trường nói, thực ra là cái trang phục của Cucu khi mà lên sóng cũng là hình ảnh truyền thông. Quả thực là sau chương trình thì khi mà mình mặc cái áo này đi làm hay là đi đâu đó thì mọi người cũng rất là dễ nhận diện ra, cái cậu này ở trên Shark Tank này. Nó cũng làm cái hiệu ứng rất là tốt. Trước khi mình lên gọi vốn thì mình có tập trung nhắm tới Shark nào không ạ? Trước khi gọi vốn thì Cucu cũng có cái sự nhắm tới là Shark Liên hoặc là Shark Hưng. Tên Shark Bình về công nghệ thì sao anh ấy không nhắm tới ạ? Thực ra thì như mọi người cũng đã biết thì Shark Bình cũng đã có đầu tư vào bên mình là sản phẩm foodsale.vn. Bản thân thì hai anh em cũng đã có sự hợp tác từ trước, cho nên là nếu mà Shark Bình mà đầu tư ở trên sóng truyền hình như thế này thì có thể nó sẽ không đảm bảo cái sự khách quan của chương trình. Đấy, thì cho nên là ngay từ đầu thì mình cũng đã xác định là sẽ không gọi vốn bên chỗ Shark Bình. Theo anh thì nếu mà mình có quan hệ với cá mập trước khi tham gia chương trình như thế thì đó là một điều có lợi hay là bất lợi? Đa số mọi người nghĩ sẽ là có lợi và mọi người sẽ nghĩ là nên để trình diễn, nhưng mà thực tế là không phải, nó sẽ bất lợi hơn. Có 5 Shark thì mình mất đi cơ hội đầu tư của 1 Shark, thì lại còn 4 Shark thôi, tức là mình mất đi 20% cơ hội. Thứ hai nữa, khi mà Shark đã có một cái mối quan hệ rồi thì Shark cũng sẽ hiểu mình hơn, cũng như là có những cái phản biện đâu đó hỏi xoay đáp xoay mình hơn chẳng hạn thế. Khi mà bắt đầu Shark Hưng nói rằng là thôi bây giờ chúng ta nói về câu chuyện tài chính đi, thì lúc này đã thấy anh Đỗ Thắng cắn môi có vẻ bắt đầu lo lắng rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên khi mà nghe cái lời Shark Hưng nói xong thì anh ấy cười rất là tươi, thì chứng tỏ là cái câu trả lời này anh đã chuẩn bị trước và anh đã có những cái dữ liệu sẵn để trả lời cho cái câu hỏi của Shark Hưng rồi đúng không ạ? Cơ bản là mình nắm rất là rõ các chỉ số cũng như là những cái thứ mà các Shark thường hay hỏi. Ví dụ như kiểu là kế hoạch trong khoảng 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới nó như thế nào, thì khi mà Shark Hưng hỏi như thế thì đâu đó nó cũng rất là trúng bài. Bài toán tài chính thì rất là nhiều người đau đầu và rất là nhiều các bạn khán giả khi xem chương trình này không thể nào mà theo kịp. Thực ra là các Shark lại quá quen với cái việc này rồi, thế nên là khi mà đúng chúng ta nói một cái dữ liệu thì nó sẽ liên quan đến cái dữ liệu khác. Và lúc đấy ấy, nếu mà cái câu trả lời của chúng ta bất nhất từ đầu đến cuối ấy, có hai cái con số khác nhau ấy, thì nó sẽ làm cái dấu chấm hỏi to đùng và các Shark sẽ xoáy cực kỳ sâu và tất nhiên là không thoát được đâu ạ. Dạ đúng ạ. Dễ nhất là mình cứ nói luôn cái công thức, thì công thức sau đó mình nhẩm tính ra số thì nó sẽ rất là chính xác. Hoàn toàn đồng ý với cái việc này. Ví dụ như là định giá chẳng hạn, thì định giá công ty bây giờ nói thật là nó cũng có tầm 5 đến 7 cách định giá khác nhau, và ai thì cũng vậy thôi, các Shark cũng chọn cái cách nào định giá công ty thấp nhất và mình thì cũng chọn cái cách nào định giá để cho cái giá trị công ty của mình cao nhất. Cùng một công ty nhưng mà tính định giá khác nhau hay là tính công thức khác nhau, cái cách tiết kiệm khác nhau thì rõ ràng là con số sẽ ra khác nhau. Cần phải thống nhất được cái góc nhìn giữa nhà đầu tư và người đi gọi vốn. Đúng rồi. Tôi cho bạn một cái tệp khách hàng khoảng vài chục triệu, bạn chả phải đi đâu cả, vẫn cứ vào đấy thôi. Đấy, cộng tác viên bạn giữ bằng cách nào? Đây nó là câu chuyện con gà quả trứng. Khi mà đặt lên vấn đề là con gà quả trứng thì đây là cái lúc mà Shark bắt đầu đưa lên
bàn cân là những cái gì các shark có thể làm được, và anh thắng sẽ phải đặt lên cái bàn cái gì, có thể là giảm giá đầu tư này, tăng cổ phần này. Bắt đầu lúc này anh cảm thấy áp lực chưa? Khi mà mình đi bán hàng nhiều ấy, mình sẽ thấy một cái vấn đề đó là chỉ sợ là khách hàng không quan tâm đến mình. Thuyết trình mà các shark cứ ngồi im, các shark không nói gì thì là rất là sợ. Khi mà các shark bắt đầu có ý kiến, các shark bắt đầu có những cái trao đổi thì có nghĩa là lúc đó là có cái cơ hội của mình. Trong bán hàng ấy thì khi mà người ta quan tâm đến mình ấy, thì mình cũng chớ vội là giảm giá hay chớ vội là đưa ra cái giá ngay lập tức, mà mình cứ để phải trao đổi đã. Mình cứ đưa ra tất cả những cái lợi ích, tất cả những cái lý do mà tại sao xác lại nên đầu tư vào Cucu đã. Còn cái câu chuyện đầu tư với mức giá bao nhiêu thì mình tính tiếp. Cái đoạn đó thì mình cũng đã ứng dụng cái câu chuyện bán hàng vào rất là nhiều. Trong đàm phán ấy thì nó có rất là nhiều yếu tố. Thì đầu tiên là cái vấn đề giảm giá. Thì mặc dù ấy khách hàng muốn giảm giá đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cũng phải có lý do giảm giá. Ví dụ như là có thể là hôm nay mở hàng này, hôm nay gặp chị đầu tiên này, hay là đặt mối quan hệ này. Chứ còn nếu mà chúng ta giảm giá vô tội vạ rồi khách vừa hỏi cái chúng ta giảm, thì lúc đấy khách hàng tự nhiên có một cái suy nghĩ chắc là thằng này bán hàng đều, thế nên nó mới phải giảm như thế. Mà kể cả không bán hàng đều ấy thì chắc chắn là lúc đầu thằng này ăn lãi rất to, thế nên là bây giờ nó giảm như thế mà nó vẫn bán được. Thế là tự nhiên mình sẽ mất cái uy tín và cái hình ảnh của mình ban đầu. Trong đàm phán ấy nó có một khái niệm là miếng bánh để trên bàn là rất là sợ. Tức là kết thúc buổi đàm phán mà chúng ta vẫn để những cái lợi ích mà nó ở trên bàn mà chúng ta không vơ vào hết ấy, thì đó là những cái bánh còn lại trên bàn thì nó rất là tiếc. Và nếu mà chúng ta cứ chăm chăm mà cứ chốt hết, ok thế này là được rồi, thì chúng ta sẽ bỏ rất là nhiều cái điều khoản có lợi mà chúng ta có thể lấy được, mà các shark cũng sẵn sàng cho. Đôi khi ấy, nếu mà mình cứ thủ thế quá, mình cứ giữ quá thì có khi là người ta lại không mua nữa chẳng hạn. Nói chung là mình cũng phải cân đối hài hòa giữa cái chuyện là mình đàm phán và giữa cái chuyện là mình phải giảm giá, hay là mình phải làm nào đấy để có được một tiếng nói chung, thì thực sự là lúc đấy là cũng rất là cân nặng. Chúng ta sẽ xem phản ứng của các shark tiếp theo nhé. Chị nguyên tắc là không có exit exit gì cả, chị sẽ sống chết với em. Dạ. Chị chốt với em 3 tỷ cho 15%. Nếu em đồng ý rồi thì khỏi hỏi các shark này, chúng ta chốt luôn. Shark này nhìn tôi trong hạng chốt nha. Tôi đang là 3 tỷ cho 15%. Tôi sẵn sàng đi chung với shark liền. Không có chúng đồng gì hết. Trời ơi, các ông đừng chung với tôi. Fighting. Thôi nhưng mà shark có thể hợp tác mà. Shark có thể hợp tác lúc nào cũng được. Không. Ở trên đây là chúng ta không có đi chung. Có nghĩa là bây giờ shark liền là 3 tỷ cho 15%. Shark là bao nhiêu? Sẵn sàng bỏ cạnh tranh hơn cả nhà. Một là mình hợp tác, hai là mình cạnh tranh. Shark Liên đã ra giá là 3 tỷ cho 15%. Lúc đấy anh nghe con số đấy anh đã thấy ổn chưa? 15% mình cũng là trong một cái khoảng mà mình cũng đã dự liệu từ trước. Đâu đó khoảng 12-15% là mình có thể chốt. Tuy nhiên ấy, thì khi mà bán hàng ấy, đang có rất là nhiều người mua hàng và đang có người trả giá, thì đầu tiên là mình phải rất là cảm ơn cái người mà đã chốt, đó là Shark Liên. Nhưng thứ hai ấy, thì mình cũng phải rất là tôn trọng những cái người mà đang chưa trả giá. Đoạn này là mình cũng chưa có deal nhiều, mà mình tập trung câu chuyện là mời tiếp các cái shark khác trả giá xem như thế nào, từ đó mình lựa để mình đưa ra cái phương án. Vâng, thế thì cái cách làm của anh Thắng rất là gọi là chuẩn chỉ trong đàm phán ấy. Tại vì cái vị thế của người trong bàn đàm phán ấy không phải vấn đề là anh đắt hay rẻ hay là anh tốt hay không, mà cái vị thế của anh nó sẽ tùy thuộc vào bao nhiêu lựa chọn mà anh có. Nó giống như một cô gái xinh đẹp ấy. Cô ấy nổi tiếng, cô ấy hot, cô ấy sang chảnh được không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà đơn giản vì cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Và nếu mà đúng anh không có cô ấy thì cô ấy có rất nhiều lựa chọn thay thế bên ngoài. Ở đây ấy, chúng ta phải cố gắng làm sao tạo càng nhiều lựa chọn, và sau này khi mà càng nhiều các shark hứng thú, càng nhiều các shark muốn đầu tư vào Cucu thì đấy nó sẽ là cái nền tảng để mình, ví dụ mình nâng giá chẳng hạn, đúng không? Thế thì sau khi nghe thấy cái lời từ chối đầu tiên từ Shark Phú, cảm xúc của anh Thắng như nào? Shark Phú thì bản chất là từ trước giờ Shark cũng rất là chắc chắn, Shark cũng không phải thế mạnh về đầu tư về các startup công nghệ, thế cho nên là chuyện mà Shark Phú không đầu tư cũng là chuyện bình thường thôi. Thế tuy nhiên thì hoàn toàn có thể hợp tác cùng với Shark Phú trong cái câu chuyện là bán hàng săn hao. Và bản chất là trong cái buổi live stream của mình ở trên khi mà ghi hình ấy, thì mình cũng đã chủ động mình chọn các sản phẩm của săn hao. Thực tế ra là sau khi mà ghi hình xong thì các sản phẩm săn hao được bán ở trên Cucu rất là nhiều. Như các bạn thấy là ngay trước khi mà tham gia cái chương trình ấy là anh Thắng tính toán ấy, từng cái chi tiết nhỏ một, cái gì của nó cũng có mục đích hết. Đúng là chủ đích là đã đưa đồ săn hao lên rồi, chủ đích là mời Shark Phú lên để live stream và tạo ra một cái màn rất là hay. Đúng ra là nếu mà Shark Phú đầu tư quả đấy thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Thì như chúng ta biết ấy, là Shark Phú là một người cũng rất là coi trọng về tướng số, tức là cái đội ngũ đó mà thực sự là toàn những người sáng giá. Con người là yếu tố quan trọng của thành công startup. Thực ra rất là đúng, bởi vì là mình cũng có xem Shark Tank cả 3 mùa trước thì mình thấy rằng là thực tế ra là cái thời gian để mà một nhà đầu tư có thể là thẩm định doanh nghiệp chỉ trong vòng 1-2 tiếng quay như thế thì nó
nó không đáng kể gì cả. Như vậy thì cái trọng tâm ở đây là cái sự thể hiện của cái người thuyết trình, của CEO. Sát Phú hay hỏi câu hỏi là nếu thất bại thì sao, là em có sẵn sàng về làm cùng với anh mấy năm hay không. Thì thực ra cái câu hỏi đấy mình đánh giá đúng là chỉ để hỏi xem là cái ý chí quyết tâm của startup như nào thôi. Nếu mà mình trả lời bảo là ok em sẽ về em làm cho anh mấy năm thì mình nghĩ rằng sẽ fail, mà mình cũng đã tính ở trong đầu rồi, nếu như mà thất bại thì tiếp tục khởi nghiệp tiếp, tiếp tục startup tiếp cho đến khi nào thành công, thì mình sẽ trả lời theo kiểu như vậy. Thì mình nghĩ đó là cái câu trả lời mà các sát sẽ mong muốn nhiều hơn là cái câu chuyện trả lời kiểu kia. Trong cái buổi gọi vốn này thì anh có thể chia sẻ với khán giả thì điều gì làm anh tâm đắc nhất? Điều mà tâm đắc nhất thì có lẽ chính là cái việc là mình đã có một sự chuẩn bị rất kỹ và mình lên sóng rất là tự tin. Cũng có nhiều người hỏi là không biết là do quen Sát từ trước hay sao mà chuẩn bị được rất là kỹ, hay là Sát có chỉ điểm cái gì hay không, hay là vân vân các thứ. Thì cũng chia sẻ với mọi người là không hề có một cái chỉ điểm nào cả, hay không hề có một cái sự giúp đỡ nào cả, mà là hoàn toàn là cái sự chuẩn bị. Mình thì cảm thấy rất là vui vì cái số của mình được rất là nhiều người xem và mọi người cũng khen rất là nhiều về cái khả năng thuyết trình cũng như là khả năng đàm phán với các sát. Ngay sau khi mà chương trình ra mắt thì cái lượng cộng tác viên đã tăng lên khoảng gấp 5 lần chỉ trong khoảng một tuần. Thế còn doanh thu thì sao? Doanh thu thì cũng có sự đột biến rất là lớn. Sau khi lên Shark Tank với sự hỗ trợ của chương trình thì anh có thay đổi gì về chiến lược không ạ? Tức là mình cũng có điều chỉnh một chút cái chiến lược kinh doanh của mình. Thay vì là tập trung tất cả các loại hàng hóa thì mình có tập trung vào một số cái nhóm, đặc biệt là liên quan đến về nông sản, các cái đặc sản, nông sản địa phương, góp phần rất là lớn trong cái câu chuyện là giúp cho bà con nông dân có được một cái kênh để mà có thể là bán hàng rất là tốt. Và đặc biệt là đối với các cộng tác viên thì họ bắt đầu bằng việc là kinh doanh về các cái sản phẩm nông sản, nó cũng sẽ rất là dễ. Ví dụ như là đợt mùa vải thì Cucu đã đẩy bán hơn 100 tấn, vụ na thì cũng đẩy bán hơn 30 tấn, rồi nhãn, rồi cam, đặc biệt gần đây là cam phong. Kết quả của Cucu mang về thì đó là phát triển được một lực lượng cộng tác viên bán hàng, và trong đó có những cộng tác viên đã có cái thu nhập đến khoảng 15 triệu một tháng liên tiếp trong 3 tháng liền. Những cái doanh số ấn tượng đó nó là chỉ một vài cá nhân thôi, hay bao nhiêu người phần trăm trong hệ thống cộng tác viên của anh đều có thể đạt được doanh số đó? Liệu có dễ để đạt được cái doanh số đó không? Nếu mà để nói là doanh số khủng nhất thì có một chị cộng tác viên thì chị đạt được khoảng 27 triệu một tháng. Thế tuy nhiên là những cái trường hợp như vậy nó cũng chưa nhiều. Những cái số lượng mà khoảng 5-6 triệu, 2-3 triệu thì nó cũng khá là nhiều. Vâng, thế thì tiếp xúc với hàng trăm cộng tác viên như thế thì theo anh tố chất gì sẽ khiến một cộng tác viên có thể thành công trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp được? Để bán hàng chuyên nghiệp được thì chắc chắn là cái câu chuyện đầu tiên là mọi người phải yêu cái việc bán hàng đã, đúng không ạ? Những ai sẽ là những người mà yêu cái việc bán hàng? Những người mà thích chia sẻ, thích giao tiếp, có cái khả năng thuyết trình, khả năng thuyết phục, đàm phán tốt. Đấy là những người mà rất là tiềm năng và họ sẽ dần dần họ sẽ trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp. Cái việc bán hàng bây giờ ấy nó rất khác ngày xưa, và nhất là khi các bạn bán hàng online ấy thì nó lại càng khác ngày xưa nữa, tại vì các bạn không nhìn thấy được mặt khách hàng và không hiểu được cái cảm xúc của họ. Thế nên là cái điểm chạm của các bạn ấy đến với khách hàng nó rất là ngắn, nó chỉ trong một vài giây thôi. Khi mà khách hàng xem những cái clip đó, những cái post đó, chúng ta phải thực sự gắn kết khách hàng vào. Theo quan điểm cá nhân mình, một là hãy tập trung trao ra giá trị, và khi mà mọi người tin bạn, yêu bạn, quý bạn rồi thì họ sẽ mua hàng của bạn. Tại vì trong một cái thế giới ai cũng nói là hàng của tôi tốt nhất, hàng của tôi rẻ nhất, thì khách hàng sẽ mua hàng của người mà họ tin nhất. Và thứ hai là bây giờ với sự phát triển của công nghệ, chúng ta tiếp cận khách hàng ở rất là nhiều điểm, đúng không? Hãy cố gắng thỏa mãn tất cả các giác quan của họ khi mà mình bán hàng. Các bạn có thể bán hàng trực tiếp tại ruộng đi. Khách hàng chỉ quả dưa hấu nào, các bạn bán cho khách hàng quả dưa hấu đó, chặt ra tại chỗ, ăn tại chỗ, và nói cho họ biết dưa hấu ngon, biết được dưa hấu dở, dưa hấu nào là ngọt, dưa hấu nào là hỏng, cho họ thực sự cảm nhận được giống như họ đang ở cái ruộng dưa đấy, ăn quả dưa đấy cùng với bạn. Những cái tác động và cảm xúc đấy ấy, quan trọng hơn. Và thực sự bây giờ là khi mà live stream ấy, thì theo nghiên cứu, họ xem live stream không phải chỉ để mua hàng nữa. Live stream bây giờ cũng là một cái hình thức giải trí. Có thể họ không mua hàng, nhưng mà xem live stream của bạn vui thì họ vẫn thích. Và tất nhiên rồi, khi mà họ đến với bạn nhiều, họ vui nhiều, thì đến một ngày họ cũng sẽ là khách hàng của bạn. Từ nãy giờ hỏi câu hỏi cho khán giả nhiều rồi, thì bây giờ sẽ hỏi câu hỏi cho các nhà đầu tư nếu mà muốn đầu tư vào Cucu, thấy tiềm năng. Thực ra thì ngay tại thời điểm này thì các nhà đầu tư cũng có thể tham gia đầu tư vào Cucu, đặc biệt là những nhà đầu tư mà có sẵn hàng hóa, muốn xây dựng một cái kênh bán thì hoàn toàn có thể đầu tư vào Cucu để mà vừa có giá trị về cái khoản đầu tư, lại vừa có thể là phát triển được thêm cái kênh bán hàng cho riêng mình. Vâng, cảm ơn anh Thắng vì những cái chia sẻ rất là thú vị về Cucu trong buổi nói chuyện vừa rồi. Thì như các bạn biết là Shark Tank là một bệ phóng để giúp cho các doanh nghiệp
phát triển. Và tất nhiên những cái câu chuyện đằng sau doanh nghiệp thì có rất là nhiều điều thú vị và không phải ai cũng biết. Thì các bạn muốn hiểu biết thêm và biết được những cái câu chuyện thâm cung bí sử nào của các startup thì các bạn hãy comment tên startup ở dưới đây và chúng ta sẽ cùng chương trình Shark Tank Review đi tìm hiểu về các startup khác trong những số tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số sau. Xin chào mọi người.